Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Mình là ML đây. Cuối năm 2024, chuẩn bị sang đầu năm 2025, cũng là cái thời điểm mà những nhà sản xuất laptop như là Acer, HP, Dell, Lenovo, Samsung các thứ, họ chuẩn bị trình làng những sản phẩm laptop mới nhất. Vậy nên là những chiếc laptop từ năm 2021, 2022, 2023, 2024 chắc chắn là sẽ có cái mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay thì mình sẽ recommend cho anh em 3 mẫu máy rơi khoảng dưới 15 triệu đồng, mẫu máy mới đến từ nhà Dell mà có lẽ là sẽ phù hợp với cái nhu cầu làm việc văn phòng này, hay là thiết kế đồ họa 2D cơ bản, sử dụng giải trí xem phim các thứ của các bạn. Ok, đó là những chiếc máy gì thì hãy bắt đầu video ngay sau intro nhé. Rồi, mẫu máy đầu tiên đó chính là Dell Inspiron 3501. Bình thường thì anh em sẽ thấy cái phiên bản này với cái màu đen đúng không? Nhưng mà không, ngày hôm nay thì trên tay mình có một cái phiên bản khác, đó chính là màu bạc. Mà đặc biệt ở chỗ là cái phiên bản màu bạc này nó được làm giả kim loại, nhìn khá là giống anh em ạ. Nếu như anh em không sờ vào chiếc máy này thì có lẽ là sẽ có ít anh em biết được đây là một cái phiên bản được hoàn thiện toàn bộ từ nhựa anh em nhé. Nhưng cái độ cứng cáp của nó thì vẫn đạt ở mức khá, rơi khoảng 6 đến 7 điểm nếu như trên thang điểm 10. Và nếu như anh em sở hữu một chiếc máy vỏ nhựa thì có lẽ là mình nghĩ là nên nâng niu nó một chút so với những chiếc máy có vỏ mache hay là kim loại. Đó, tổng thể thiết kế của máy thì sẽ có cái màu bạc sáng như thế này. Logo Dell ở đây vẫn được mạ chrome, không như những cái phiên bản 2024 ở thời điểm này nó bị lược đi cái này mà nó in dập lên đây, nhìn khá là xấu. Ok, thế còn ở mặt dưới này, chúng ta sẽ có những cái chân đế cao su chống trơn trượt, những cái đấy cơ bản thì chiếc máy nào cũng có mà thôi. Mẫu máy này chỉ có mức giá là 10.880.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Đây là mẫu máy rẻ nhất của Dell sở hữu con chip Intel Core i5-1135G7 với các đồ họa là Adreno Graphics. Toàn bộ thân máy thì nặng 1,56kg. Và nếu như để mà so sánh với kích thước 15.6 inch như thế này ấy, thì nó là ở mức ổn. Nó không quá nặng và các bạn vẫn có thể bỏ vừa ba lô, bỏ vừa tất cả những cái túi sách có kích thước to một chút để các bạn mang đi công tác hay là mang đi học, đi làm. Thế còn về cổng kết nối thì sao? Cổng kết nối của máy thì vẫn đầy đủ. Anh em sẽ có những cái cổng kết nối ở phía bên cạnh trái đây, là cổng sạc này, HDMI này, cổng mạng LAN này, hai cổng USB-A này và một jack nghe cái micro 3.5mm. Ở phía bên cạnh phải sẽ có một USB-A nữa để anh em có thể cắm chuột hay bàn phím này. Một khe thẻ SD, cái điều mà các anh em làm quay phim cần, bởi vì đây nó sẽ truyền xuất được dữ liệu một cách nhanh nhất, không cần phải đầu đọc thẻ hay cái gì nữa cả. Rồi, thế còn về màn hình của máy thì sao? Chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 15.6 inch với tỷ lệ là 16:9. Và tấm nền này là tấm nền WVA, khi mà nhìn từ mọi góc độ thì nó cũng không bị sai lệch hình ảnh. Đó, anh em vẫn có thể thấy hình ảnh rõ ràng ở trên cái phiên bản này. Nó lợi thế hơn ở những cái tấm nền TN trước đây ở cái chỗ đó. Nhìn ở mọi góc độ, màu sắc các thứ nó vẫn rõ ràng. Webcam, micro đàm thoại, micro chống ồn vẫn được đặt ở đây. Và chiếc máy này thì sẽ có cái khung viền nó hơi dày một chút. Đấy là những gì về màn hình của chiếc máy này. Còn về thông số cụ thể thì chúng ta sẽ có độ chuẩn màu là 65% RGB và độ sáng là 250 nit. Với độ chuẩn màu, độ sáng như vậy thì nó ở mức khá, và các bạn có thể làm những cái tác vụ cơ bản mà nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chúng ta. Tuy nhiên thì nếu như sử dụng nó để thiết kế đồ họa 2D, để làm một cái file ảnh hay là video các thứ chuẩn màu ấy, thì có lẽ là hơi khó và các bạn phải dùng một cái màn hình ngoài để các bạn xuất ra xong rồi so sánh, kiểu như vậy. Cái cách mà mình hay làm ở trên những chiếc màn hình nó không chuẩn màu. Cuối cùng là về cấu hình của em máy này thì nó sẽ sử dụng con chip là Intel Core i5-1135G7 với dung lượng RAM là 8GB có thể nâng cấp được. SSD 256GB vẫn dư sức để các bạn làm những cái công việc văn phòng, các bạn lưu trữ dữ liệu. Và dĩ nhiên là nếu như các bạn có bị thiếu dung lượng sau đó thì mình có thể nâng cấp lên tối đa 2TB, bởi vì vẫn còn slot ở trong này. Máy vẫn có thể nâng cấp được cả RAM và ổ cứng, rất là tiện lợi chỗ đấy. Mà giá thì cực kỳ rẻ, 10.880.000 đồng. Đường link thì mình sẽ đính kèm phía dưới phần mô tả và ghi comment. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mẫu máy tiếp theo có mức giá ở thời điểm hiện tại là 12.999.000 đồng chẵn. Đấy, đây là Inspiron 3520. Cái phiên bản này tại sao nó lại đắt hơn? Thứ nhất là con chip nó mới hơn. Nó là một con chip Intel Core i5-1235U với cái dung lượng RAM của nó là 8GB, ổ cứng là SSD cao hơn. Đó,
cụ thể như thế nào thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cấu hình sau. Còn bây giờ thì sẽ là ngoại hình của chiếc máy này. Tổng thể ngoại hình thì nó là một cái phiên bản màu đen nhám được sơn sần sần như này. Đó, nó khó bám vân tay hơn so với những cái phiên bản nhẵn. Và khi mà anh em sử dụng những chiếc máy vỏ nhựa như thế này ấy, thì lau nó sẽ khó hơn một chút so với vỏ nhôm, bởi vì nó bám vân tay mà nó bám sâu ấy. Đó là cái yếu điểm của vỏ nhựa. Cái chất lượng build của chiếc máy này thì nếu mà để so sánh với Xperia 3501 lúc nãy thì nó sẽ chắc chắn hơn một chút. Và cái kiểu thiết kế này nó là kiểu thiết kế không khác gì của cái phiên bản Xperia 5515, 5510 luôn. Đấy, anh em thử so sánh xem. Nhìn thiết kế nó y hệt. Cái bản lề này là bản lề dạng Eucalypt. Khi mà mở lên như thế này nhá, thì nó sẽ có một cái khoảng trống như này để mà tản nhiệt tốt hơn. Đấy là cái lợi thế của bản lề Eucalypt này. Nên là khi mà anh em sử dụng những chiếc máy có bản lề Eucalypt thì nó sẽ lợi thế hơn một chút so với những chiếc máy bản lề thông thường. Đấy. Tổng thể thiết kế của máy nó vẫn cứng cáp và màu đen toàn bộ được làm từ nhựa anh em nhá. Nhựa nguyên khối đấy. Đấy. Về cái độ chắc chắn thì nhựa thì nó gần như là giống nhau thôi. Cái phiên bản này chất lượng build cảm giác nó chắc chắn hơn 3501 một chút. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua về cổng kết nối của máy nhá. Ở phía bên cạnh trái này sẽ có là cổng sạc chân kim tròn. Hai mẫu máy này thì sạc giống nhau này. Một cổng HDMI 2.1 này, hai cổng USB-A này. Phía bên cạnh phải này sẽ có một jack tai nghe kèm micro 3.5mm, một cổng USB-A nữa và một khe thẻ SD luôn. Đấy, nó cũng giống với cái phiên bản 3501 là có khe thẻ SD. Nhưng khác biệt một chỗ là cái phiên bản 3520 này này, nó không có cổng mạng LAN anh em nhá. Không có cổng mạng LAN. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc máy này nó mỏng hơn. Mỏng hơn phiên bản kia. Đó. Vậy nên là nếu như anh em nào thực sự cần cổng mạng LAN mà muốn tiết kiệm chi phí thì có lẽ 3501 sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn. Còn 3520 thì mặc dù cấu hình nó đời mới hơn một chút nhưng mà nó lại bị khuyết cái chỗ là cổng mạng LAN đấy, nếu như anh em thực sự cần. Đó. Còn về cấu hình của chiếc máy này, chúng ta sẽ có một con chip Intel Core i5-1235U, dung lượng RAM là 8GB, ổ cứng là SSD 512GB. Cùng với đó là card đồ họa Iris Graphics thì anh em vẫn có thể sử dụng để thiết kế đồ họa 2D hay là làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản thoải mái trong khoảng từ 5 đến 7 năm nữa. Đó là cái mức dự tính của cái phiên bản Xperia 3520 này, nó vẫn có thể làm được. Rồi, đó là cấu hình của máy, vẫn có thể nâng cấp được anh em nhé. Anh em có thể nâng cấp thoải mái, RAM cả ổ cứng vẫn có thể nâng cấp được sau này nếu như anh em cần. Còn về màn hình của máy thì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình là 15.6 inch Full HD IPS. Và đây là một chiếc màn hình tỷ lệ 16:9, cái viền nó rất là mỏng. Anh em có thể thấy này, viền nó rất là mỏng. Nếu mà để so sánh với những chiếc laptop ở trong phân khúc thì như thế này là mỏng rồi. Và nếu anh em bỏ tiền ra, bỏ 13 triệu ra để mua một chiếc màn hình 15.6 inch thì mình nghĩ rằng là anh em chỉ mua được những chiếc laptop cũ của các hãng khác thôi. Còn phiên bản này là New OLED, nó có mức giá cực kỳ tốt rồi. Còn về bàn phím và touchpad của chiếc máy này thì dĩ nhiên là vẫn sẽ có cái bàn phím phụ này. Bàn phím thì hành trình phím không sâu lắm, nhưng mà để mà gõ thì nếu mà các bạn gõ quen thì nó vẫn sẽ thoải mái thôi. Cái hiện tượng flick nó không xảy ra nhiều. Mặc dù đây là một chiếc vỏ nhựa, đây là cái điểm cộng mà mình thích ở trên chiếc máy này. Touchpad thì nó được vặn lệch vào giữa và trung tâm hơn so với phiên bản 3501. Và touchpad của chiếc máy này thì rất là mịn. Chuột trái phải thì mặc dù là hơi kêu kêu to một chút nhưng mà không vấn đề gì cả. Đó là tất cả những gì có trên chiếc Xperia 3520 với mức giá ở thời điểm hiện tại là 12.990.000 đồng. RAM 8GB, ổ cứng là SSD 512 và có chip Intel Core i5-1235U. Rồi, cuối cùng sẽ là cái mẫu máy đời mới nhất và đắt nhất ở trong cái video này. Đó chính là mẫu Dell Xperia 3530 anh em nhé. Chiếc máy này thì được trang bị bộ xử lý là con chip Intel Core i5-1335U thế hệ thứ 13 với 10x12 luồng, tốc độ xung nhiệt thì tối đa lên đến 4.6GHz. Máy có khả năng xử lý mạnh mẽ và mượt mà những cái tác vụ văn phòng cơ bản, hay là khi mà anh em sử dụng để chơi game thì máy cũng có thể chơi được những tựa game eSports một cách dễ dàng. RAM thì nó sẽ có trang bị sẵn cho chúng ta là RAM 16GB chuẩn DDR4 bớt 3200 và cho khả năng đa nhiệm nó tốt hơn so với hai phiên bản trước đây, giúp máy chạy mượt mà hơn khi mở nhiều ứng dụng cùng một lúc. Nếu như anh em lắp 2 thanh RAM Dual Channel nữa thì nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều đấy. Nếu như anh em lắp 2 thanh RAM Dual Channel thì nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều đấy. Về ổ cứng thì chúng ta sẽ có một chiếc ổ cứng là SSD 512GB M2 PCIe, cung cấp không gian lưu trữ cho anh em nó rộng rãi. Nó cũng giống với cái phiên bản là Dell Xperia 3520 này, cũng có thể nâng cấp được thoải mái nếu như anh em có nhu cầu nâng cấp sau này, tối đa là 2TB. Thế còn về thiết kế của chiếc máy này thì sao? Nó vẫn có cái kiểu thiết kế nó giống
một chút so với cái phiên bản là Inspire 3501. Nó vẫn sẽ có màu bạc sáng này. Trọng lượng của thân máy toàn bộ là 1,65kg, thì nó cũng vừa phải, không quá là nặng. Các bạn vẫn có thể sử dụng, mang đi mang lại bình thường mà không hề gây gánh nặng trên vai, giống như những cái phiên bản gaming hay là những cái dòng Precision nó nặng trên 1,82 cân. Thì như thế thì nó sẽ rất là nặng, mà màn hình của nó cũng chỉ 15.6 inch thôi. Về cổng kết nối thì nó không khác biệt gì so với cái phiên bản Inspire 3520 cả. Vậy nên là nếu như anh em cần ngoài cái cổng mạng LAN ra thì hoàn toàn chấp nhận được cái cổng kết nối của chiếc máy đó, bởi vì nó vẫn đầy đủ tất cả những thứ mà anh em cần. Và với cái mức giá thì nó sẽ cao hơn hai cái phiên bản này, đó chính là 13.890.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Thì nếu như các bạn cần một chiếc máy đời mới nhất thì ở trong phân khúc dưới 15 triệu đồng mà có cái chất lượng build ổn ổn này, cấu hình ok này, thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu Dell Inspire 3530 đấy. Có lẽ là nó sẽ phù hợp nếu như chúng ta có cái tài chính hạn hẹp và vẫn muốn một chiếc máy mới để phục vụ công việc. Rồi, trên đây là top 3 chiếc laptop ở trong cái phân khúc dưới 15 triệu đồng mà máy mới mình có recommend cho anh em. Nếu như anh em cần một chiếc máy để làm việc, những cái công việc liên quan đến văn phòng, kế toán, giáo viên mà cần một chiếc màn hình 15.6 inch nó to, có bàn phím phụ để gõ và một chiếc máy nó có hiệu năng ổn định, thì có lẽ là một trong ba mẫu máy này sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh em. Còn bây giờ thì xin chào và nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi mình, những cái video mới nhất mình sẽ ra mắt sớm hơn nhé. Chết lú rồi. Nhớ like, subscribe và ấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất từ mình nhé. Nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến gì thì có thể để lại phía dưới phần bình luận. Còn đường link tham khảo tất cả các sản phẩm trên thì mình sẽ đính kèm phía dưới phần ghi comment và phần bình luận. Các bạn có thể ấn vào đó để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào.